chú và anh chị đã đến với kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Thì hôm nay em Hương sẽ gửi đến cho cô chú anh chị mình một căn nhà nằm sát quốc lộ 50 luôn cô chú anh chị, ở kế bên cây xăng luôn cô chú anh chị mình ha. Thì cái mẫu nhà này thì khoảng một tháng trước thì em Hương cũng đã review để gửi đến cho cô chú anh chị mình rồi. Thì do hôm nay thì em Hương lại tiếp tục quay lại căn này để gửi đến cho cô chú anh chị mình một siêu phẩm ha. Thì bên trong hồi lúc trước thì là chưa vô nội thất nè, chưa có cây xanh luôn cô chú anh chị mình ha. Thì hôm nay chủ nhà người ta đã vô cây xanh và nội thất cơ bản cho cô chú anh chị mình luôn. Bây giờ em Hương cũng xin nhắc lại cái vị trí trước, rồi em Hương sẽ vào bên trong để gửi đến cho cô chú anh chị mình một mẫu nhà nha. Thì nhà mình thì nằm trên là trục đường quốc lộ 50. Thì hướng bên tay trái của em Hương là mình về trung tâm thành phố. Còn hướng bên tay phải của em Hương á, là mình có thể là về thị trấn Cần Ruột nha cô chú anh chị. Nhà mình thì nằm ngay trung tâm luôn. Đó. Và đường của mình là đường rất là rộng rãi nè, xe hơi có thể di chuyển vào phía bên trong luôn nha cô chú anh chị. Và mẫu nhà này á, với một cái diện tích là ngang 4m2, dài thì tới tận 20 lận. Cái sân nền ở đây rất là cao ráo nha cô chú anh chị. Ở đây á, thì ống cống nè, nước đã hạ tầng bày bản hết cho rồi. Nên cô chú anh chị mình về đây mình ở, mình không sợ bị ngập lúng luôn. Và điện nước đã vào chính thức hết luôn nha cô chú anh chị. Ngôi nhà này là một ngôi nhà riêng lẻ đó, nên cô chú anh chị mình có thể quan sát nè, dân cư ở đây thì ở cũng rất là đông đúc rồi. Thì phía mặt diện ngoài á, thì chủ nhà người ta cũng làm cho mình là hai cái trụ cột to ơi là to luôn cô chú anh chị, cũng đã ướp đá nè lên cho mình tới tận lên cao luôn ha. Và ở ngoài thì mình sẽ có thêm hai cái bóng đèn nữa, buổi tối á cô chú anh chị mình mở đèn lên rất là sáng. Ở phía bên trong á sẽ có thêm một cái bóng đèn led dọi vào nữa, buổi tối á mà mình mở lên ngôi nhà của mình rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Và nhà mình thì làm cho mình là hai lớp cửa bảo vệ ha. Một lớp cửa đầu tiên là lớp cửa sắt hộp sơn tĩnh điện nè, và ở đây mình mạ lên những cái màu vàng cho ngôi nhà của mình nó đặc sắc hơn luôn cô chú anh chị mình ha. Và bước vào trong nữa sẽ là một không gian sân ha, một công viên sân nha cô chú anh chị. Ở không gian sân của mình cũng rất là rộng rãi luôn, mình đậu cũng được vài chiếc xe ở đây luôn cô chú anh chị. Và kế bên mình sẽ là hai cây dừa kiển, nhìn rất là dễ thương luôn cô chú anh chị. Chỉ buổi sáng mà mình mở cửa ra thôi nó mình thấy hai cái cây xanh tươi mát như vậy nè, một cái luồng không khí rất là mát mẻ và thoáng luôn cô chú anh chị mình ha. Đó, và mặt diện ngoài nhà mình á, thì là một trệt tới tận 2 lầu nha cô chú anh chị, và tới tận 4 phòng ngủ luôn. Đó. Thì ở đây nè, người ta cũng đã che hàng rào lên cao hết gia đình mình rồi. Và tường thì chủ đầu tư người ta vẫn ốp lát lên cho cô chú anh chị mình luôn. Nó rất là cao, về thì cứ việc cô chú anh chị mình chỉ cần mình đưa một cái mái che đưa ra thôi là đã che nắng che mưa cho ngôi nhà của mình rồi ha. Cô chú anh chị mình xem đến đây á, thì mình nhớ là mình bỏ ra 2 giây để đăng ký kênh cho em Hương, để mình tiện theo dõi nhiều mẫu nhà giá rẻ bên em Hương luôn. Lúc đó nếu mà cô chú anh chị mình nhớ đăng ký cái chuông và nhấn thêm một cái like ta đưa lên như nè, thì cô chú anh chị mình rất là tiện theo dõi luôn. Khi mà em Hương ra những cái mẫu nhà mới nè, những cái clip mới á, thì cô chú anh chị mình ok liền, là người tiếp cận đầu tiên luôn á cô chú anh chị. Đó. Và bước vào trong nữa sẽ là lớp cửa 4 cánh sơn tĩnh điện rất là chắc chắn và dày dặn nha cô chú anh chị. Phía bên trong mình sẽ có thêm hai cái chậu kiển nho nhỏ nữa. Tại em Hương mở cái cửa nó hơi to ra đó nên mình sẽ không thấy nha cô chú anh chị. Về đây mà cô chú anh chị mình muốn riêng tư thêm á, thì mình có thể là mình gắn thêm một bộ rèm. Thì lúc đó em Hương có thể xin chủ đầu tư cho cô chú anh chị mình thêm một bộ rèm trên, từ phòng khách mình lên tới trên lầu luôn nha cô chú anh chị. Thì như em Hương cũng đã nói rồi, thì ngôi nhà này thì lúc trước em Hương cũng đã review, thì lúc đó chưa có vô nội thất, cũng chưa có vô cây xanh nữa cô chú anh chị. Thì bây giờ chủ đầu tư vô thêm một ít nội thất nữa, nên cô chú anh chị mình thấy cái nhà nó rất là bắt mắt luôn cô chú anh chị mình ha, rất là sinh động luôn. Ngôi nhà mà trống á, mình nhìn vào thì nó không đẹp lắm, nhưng mà mình chỉ cực ít vô ít nội thất thôi là nhìn ngôi nhà của mình nó khác liền à cô chú anh chị. Đó. Và nhà mình với một cái mức giá là chỉ có là 3 tỷ thôi nha cô chú anh chị, 3 tỷ thôi, đó là giá chính chủ đầu tư đưa ra, bao hết chi phí cho cô chú anh chị mình luôn. Và trần của mình là trần la phong nhựt hộp nè. Ở giữa thì chủ đầu tư người ta đi cho mình một bóng đèn tròn ha, nhìn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Về hệ thống đèn led đã nói dài hết cái nhà cho cô chú anh chị mình rồi. Và tường nè thì cũng đã ốp lát cho cô chú anh chị mình tới tận lên cao rồi. Cái màu cũng rất là dễ thương cô chú anh chị. Qua chiếc điện thoại á, màn hình rất là nhỏ nên cô chú anh chị mình không thể nào quan sát kỹ về cái ngôi nhà của mình đâu. Em Hương mong là cô chú anh chị mình dành một ít thời gian mình về đây ha, mình trải nghiệm thực tế hơn về cái mẫu nhà này nha. Vì cái mẫu nhà này rất là dễ thương luôn cô chú anh chị. Nó nhìn nó rất là sang trọng và đẳng cấp nữa cô chú anh chị mình ha.
Và ở đây nè cô chú anh chị, thì về mình có thể là mình làm một cái kho tủ, mình đóng cái kho ở đây để mình đựng những vật dụng không cần thiết vào bên trong, cho cái ngôi nhà của mình nó được gọn gàng hơn luôn. Hoặc là mình cũng thể đóng một cái kho tủ để mình đựng cái tivi cũng được, tại kế bên mình là cái bộ ghế sofa rồi nó. Và ở đây nè thì người ta làm cho mình một cái bậc nâng cấp nhìn rất là sang, giống như khách sạn năm sao vậy cô chú anh chị. Bước lên ngôi nhà thôi, bước vào ngôi nhà nữa và cảm thấy một cái luồng không khí rất là mát mẻ nữa. Và nhìn cái mẫu thiết kế hiện đại của năm 2022 bây giờ nên nhìn rất là sang chảnh luôn cô chú anh chị mình ơi. Ở đây nè thì mình có thể là mình làm một bức tranh phong cảnh là thuận buồm xuôi gió hoặc là mã đáo thành công ở đây nè cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Thì ở đây mình có một bóng đèn nè, mình làm vào buổi tối mình mở lên nó chiếu sáng cái bức tranh nhìn rất là dễ thương luôn. Thì em Hương chỉ là góp ý kiến thôi, quan trọng là cô chú anh chị mình thôi ha. Wow, một cái phòng bếp cực kỳ là dễ thương và rộng rãi luôn cô chú anh chị. Em Hương nghĩ là chắc anh chị em mình á rất là thích, nhất là chị em phụ nữ mình á hay nấu nướng nè, nhà mình hay có tiệc tùng á, là cô chú anh chị mình rất thích cái mẫu nhà này luôn. Có không gian bếp rộng ơi là rộng và cả thêm một bàn ăn 6 người ở đây nữa cô chú anh chị. Nếu như gia đình mình đông người mình cũng có thể nhét thêm 2 cái ghế vào nữa cô chú anh chị. Thì nó rất là rộng rãi luôn, ổ điện nè, ổ cắm đầy đủ hết luôn. Kế bên thì cô chú anh chị mình cũng có thể là mình lắp đặt một chiếc tủ lạnh nè cô chú anh chị, hoặc là máy nước nóng ở đây, máy nước nóng lạnh rồi đó, cái lọc nước đó cô chú anh chị mình lắp đặt ở đây ha. Ở đây sẵn thì chủ nhà người ta vẫn làm cho mình là tủ trên và tủ dưới nè, bồn inox 304, đá mặt bếp thì đá hoa cương nha cô chú anh chị. Không gian nấu nướng của mình thì chủ người ta vẫn ướp lá cho mình, nó tật lên cao luôn. Về đây mà cô chú anh chị mình có nấu nướng văn dầu mỡ thì mình cũng rất là dễ vệ sinh và lau chùi nữa nè. Và kế bên thì cũng có thể lắp đặt một chiếc máy giặt nha cô chú anh chị. Ồ, ở đây cũng có cái cây. Hồi nãy em Hương nói là hai bên góc nhà mình là có một hai cặp cây kiểng nữa, là cây này nè cô chú anh chị. Nó nằm ở phía hai bên á, nhìn nó rất là đẹp cô chú anh chị mình ha. Thì nhà mình có sân trước sân sau rất là chỉnh chu nha cô chú anh chị. Đây là sân sau của mình, là một không gian mở nha. Về thì cô chú anh chị có thể là mình trang một cái mái rưa ra tùy gia đình mình thôi đó, để mình làm một cái xào phô đồ ở đây. Ở đây mình có một cái giòi nước nữa nè cô chú anh chị. Thì tường ở đây nè thì chủ nhà người ta vượt ướp cho mình rất là cao ráo luôn cô chú anh chị mình ha. Dạ, còn đây là nhà vệ sinh, mình nằm ở cuối dãy nhà sau. Thì đây là bồn cầu nguyên khói nè, dồi sen, dồi xịt, bồn valapo nè cô chú anh chị. Nó cửa của mình á thì bằng cửa nhôm, rất là dày dặn luôn. Tường thì vẫn ướp lát lên cho mình, tới tận lên cao luôn cô chú anh chị mình ha. Giờ thì em Hương cũng mời cô chú anh chị mình di chuyển thêm Hương, mình tiến lên tầng trên để mình đóng phá không gian tầng trên ha. Bây giờ mình đi lại cái cầu thang, em Hương sẽ chào và review cái cầu thang để gửi đến cho cô chú anh chị mình luôn. Và em Hương cũng xin nhắc lại luôn là nhà mình giá là 3 tỷ nha cô chú anh chị, 3 tỷ sổ hồng riêng luôn, có ngân hàng hỗ trợ vay luôn. Ngôi nhà này mình có thể vay được khoảng 1 tỷ 2 cô chú anh chị, 1 tỷ đến 1 tỷ 2 là mình vay dư sức luôn nha cô chú anh chị mình ha. Thì em Hương cũng xin nhắc lại luôn, nếu như cô chú anh chị mình thích mẫu nhà này thì mình cứ liên hệ trực tiếp với em Hương với số điện thoại trên màn hình nha. Lúc đó em Hương sẽ tư vấn tận tình cho cô chú anh chị mình về đây, mình trải nghiệm thực tế về mẫu nhà này. Mẫu nhà mình thì là có 2 lầu và cả 4 phòng ngủ nha cô chú anh chị. Nó gia đình mình ở đông người luôn, rất là thoải mái luôn. Từ khoảng 4 đến 6 người mình ở ngôi nhà này rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Nó không gian rộng rãi, nó ngang thì 4m2 nè, dài thì tận 20. Có sân trước, sân sau và sát quốc lộ 50 luôn cô chú anh chị. Nó kế bên mình là có cây xăng nè, nó chung quanh đầy đủ tiện ích hết cho cô chú anh chị mình luôn. Và đây là đường bước lên tầng trên ha. Ở đây là người ta đóng cho mình một không gian hộp tủ nè. Về thì cô chú anh chị mình tha hồ mà mình trang trí nội thất những cái bình rượu nè, bình bông nè, hoặc là hình ảnh lưu niệm vào bên trong đây cho ngôi nhà của mình nó được sinh động hơn luôn cô chú anh chị mình ha. Và tay cầm của mình là tay cầm bằng gỗ nè, mặt bước lên đây là kính cường lực nha cô chú anh chị. Giờ thì em Hương mời cô chú anh chị mình tiến lên tầng 1 để mình khám phá không gian tầng 1 nha. Dạ cô chú anh chị, hiện tại thì em Hương đã có mặt ở trên tầng 1 của ngôi nhà mình rồi. Và phía bên đó thì mình vẫn có một cái cửa ha. Mình làm một cái cửa sổ hoàn thành sắt á, rồi mình ốp thêm một cái kiến nữa cho không gian của mình nó được sáng sủa hơn. Ban ngày á cô chú anh chị mình khỏi cần mở đèn luôn, ngôi nhà của mình rất là sáng luôn cô chú anh chị. Thì trên lầu 1 thì mình sẽ có là 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Một cái phòng này có phòng mixer nằm ở phía bên trong đó cô chú anh chị.
Ở đây là cái nhà vệ sinh nè, cái là cái sinh đó là của cái phòng thứ nhất nha cô chú anh chị. Thì vẫn đầy đủ thiết bị tiện nghi cho cô chú anh chị mình sinh hoạt luôn. Vậy là ở đây thì mình có một cái cửa sổ nè, nó rất là thoáng mát nữa. Và gạch nền của mình là mình làm gạch giả gỗ nha cô chú anh chị. Nó cái màu nhìn rất là dễ thương luôn cô chú anh chị mình ha. Và trần là trần la phong giật hộp mình đi giật ô nè, nhìn rất là đẹp luôn, trông rất là sang trọng cô chú anh chị. Đó, cái phòng của mình rất là rộng rãi luôn, về mà mình tha hồ nè, mình đặt nè giường nè, rồi tủ rồi bàn trang điểm đâu ha, kệ tivi rồi nữa là quá trời đẹp luôn cô chú anh chị. Mình chỉ cần vô ít nội thất thôi là căn nhà của mình rất là đẹp rồi. Và kế bên nữa sẽ là một cánh cửa. Cửa này á là cửa giả gỗ nha cô chú anh chị, nhìn rất là đẹp luôn cô chú anh chị, nhìn cái màu rất là dễ thương. Và mình có một thêm là một cái nhà vệ sinh nằm ở phía bên ngoài nữa. Nó thì vẫn đầy đủ thiết bị tiện nghi, nhà vệ sinh thì y chang nhau nha cô chú anh chị, không khác gì hết trơn á. Vậy thì em Hương mời cô chú anh chị mình tiến ra cái phòng mà có lan can rộng nhất, là cái view cực kỳ dễ thương và đẹp luôn. Em Hương cũng thích nhất là cái view này á. Vì có một cái view ở ngoài lan can rất là rộng rãi, mình bước vào nhìn nó rất là thoáng luôn cô chú anh chị. Cái phòng của mình nè, về đây mà cái phòng này mình có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ, nhìn nó rất là rộng rãi nữa. Mình có cửa bên hông đó nè, có cửa luôn, cho ngôi nhà của mình nó được riêng tư hơn luôn. Giờ thì em Hương mời cô chú anh chị mình di chuyển ra đây để mình khám phá không gian sân ngoài ha. Thì ở ngoài đây nè cô chú anh chị, nhà mình là đường thông ha, đường thông hai hướng luôn đó, mình đi hướng nào vô cũng được cô chú anh chị. Một bên thì mình có thể hướng về thị trấn ngay chỗ cầu Cần Ruột cũ á cô chú anh chị. Đó, và một bên thì mình về cầu Cần Ruột mới, đất của mình là đất ở tại đô thị nha cô chú anh chị. Đó, về đây ở sinh sống một môi trường rất là thoải mái luôn. Giá thì khoảng 3 tỷ, giá là 3 tỷ, chính chủ đầu tư đưa ra luôn cô chú anh chị. Cái đó thì mình chỉ cần bớt ít lọc thôi, chứ không có bớt nhiều đâu nha cô chú anh chị. Đã ở đây mình đã tặng nội thất hết cho cô chú anh chị mình luôn. Bây giờ em Hương mời cô chú anh chị mình đi theo chuyển theo em Hương, mình tiến lên lầu trên của ngôi nhà mình nha. Em Hương xin mời. Dạ cô chú anh chị thân mến, thì hiện tại em Hương đã có mặt trên tầng 2 rồi. Thì đây là cái căn phòng, trên đây thì cũng có hai phòng đó cô chú anh chị. Ngôi nhà của mình thì là có 4 phòng ngủ nha, và 4 nhà vệ sinh luôn cô chú anh chị. Ở đây cái phòng là cũng có lan can rộng nè, có cây xanh rồi luôn, rất là thoáng mát luôn cô chú anh chị. Cây xanh của mình đây rất là thoáng mát ha. Thì chủ đầu tư người ta để cây xanh vậy nè, về mình không thích thì mình có thể giờ đi qua một bên góc ha. Qua đây thì cũng rộng rãi y chang dưới thôi. Giờ thì em Hương mời cô chú anh chị mình qua cái phòng kế tiếp. Và cái phòng kế tiếp của mình cũng có cái ban công nữa, rất là thoáng luôn cô chú anh chị. Nhà mình thì có hướng là hướng đông nam, rất thích hợp cho những cô chú anh chị mình đang tìm nhà hướng đông nam. Với cái diện tích là ngang 4m2, dài thì tận 20, nằm ở sát quốc lộ 50 luôn, kế bên cây xăng luôn. Thì đừng có bỏ qua cái video này nha, liên hệ trực tiếp với em Hương. Thì nhà vệ sinh ở đây nằm ở giữa hai phòng, cho gia đình mình dễ sinh hoạt luôn. Và kế bên nữa sẽ là một cái phòng cuối cùng của gia đình mình ạ. Thì cái phòng này thì rất là rộng rãi ha. Thì cái phòng nào cũng y chang thôi cô chú anh chị, y chang nhau hết trơn, không khác gì hết á. Cũng có cửa sổ đó nè mà. Nhưng mà khác biệt có một chút á, là cái phòng này mình có một cái sân sau ở ngoài đây. Nó mở ra rất là mát luôn cô chú anh chị. Em Hương mời cô chú anh chị mình di chuyển ra đây. Thì mình ra đây thì mình sẽ gặp được là một cái cây xăng ở sát quốc lộ 50 luôn. Dân cư ở đây thì ở rất là đông đúc rồi cô chú anh chị, ở sát sát cạnh hết trơn luôn cô chú anh chị mình ha. Về đây ở cái môi trường á, rất là trong xanh và mát mẻ nữa, an lành lắm cô chú anh chị. Nó kế bên mình nè, còn chích ở đẳng nè, mình nhìn là thế giới di động nè, điện máy xanh, bách hóa xanh rồi luôn. Kế bên thì cây xăng, quốc lộ 50, trường học rồi nè, đầy đủ tiện ích xung quanh lắm cô chú anh chị. Thì em Hương cũng biết là tiêu điểm của cô chú anh chị mình luôn luôn lúc nào cũng tìm nhà nè, gần bệnh viện nè, gần trường học nè, bách hóa xanh, điện máy xanh nè, gần chợ nè, gần quốc lộ luôn. Thì tại sao cô chú anh chị mình không nhấc máy lên mà liên hệ trực tiếp với em Hương để mình về mình sở hữu cái mẫu nhà này ạ? Cái này là quá tiện lợi luôn cô chú anh chị. Nó chỉ có 3 tỷ thôi mà sổ hầm riêng mà được 2 lầu nữa, với thiết kế á, là một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh luôn cô chú anh chị. Nó ngang của nó là 4m2, họ dài của nó là tới tận 20 lượt. Sổ hầm riêng có sân trước sân sau nữa nè. Nó giá thì quá trời mềm rồi cô chú anh chị mình ha.
có cả nội thất bên trong luôn. Thì cô chú anh chị mình xem đến đây thì mình nhớ đăng ký kênh cho em Hương nha. Và có mọi thắc mắc thì cứ liên hệ trực tiếp với em Hương với số điện thoại trên màn hình luôn. Và em Hương cũng xin báo lại luôn là nhà mình là nằm ở vị trí là sát quốc lộ 50, gần thị trấn Cần Giuộc, Đức, ở tại đô thị nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình ở các trung tâm quận huyện thì mình muốn di chuyển về đây á thì liên hệ trực tiếp với em Hương, hoặc là mình có thể đi đường quốc lộ 50 hoặc là quốc lộ 1A vào phía bên ngôi nhà mình luôn nha. Giờ thì em Hương cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.